tám nhỏ chứ ai. Màu tám. Con gì vậy? Con nằm ngủ thương không? Dạ anh qua đó dạ anh. Ở với con rồi đây. Ôi ôi. Mà sao chó nó ngủ ngộ quá, nó hay con này gác đầu con kia ngộ quá. Có che chỗ này cũng đỡ nè, nhờ vậy hôm nay mưa không có ướt đó. Chứ không che này là nhẹp hết rồi. Ui nó chưa có mở mắt, nó còn lắc lắc ghê quá. Nó nằm ngủ thôi không? Mà nó còn nhắm mắt lắc lắc không à, nó chưa có mở mắt ra. Đi vô với con mà đi. Vô với con đi dạ anh. Kêu dạ anh đi giữ con nó chứ làm. Dạ anh nó coi chừng con nó thôi à. Mấy con cho con lại lớn cũng nhanh lắm. Con ở đó ơi, ẩm con chơi. Ở đó là chúng mới lợi. Ấm rồi, bữa nay che chỗ rồi ngủ ấm rồi. Xả nhiều bao rồi nó xúc ra đó. Ờ quá ha. Thôi ở đó đi. Vô đi, vô vẽ đi, vô học nó đi. Ấm chi. Rồi cho con ngủ à. Ôi mà ấm còn mệt quá.